ưu điểm của cái sản phẩm nước bể đánh của mình đó là nó sẽ đều màu nè, đó. Như anh em có thể thấy là các tay lửa mình rất đều màu nhá, và không bị tình trạng mà xỉn màu khi anh em sử dụng. Nhiều mà anh em ham rẻ mua những cái sản phẩm lưới mà kém chất lượng á, trên thị trường á, thì sau một thời gian về là đánh sẽ bị xỉn màu nhá, và còn tệ hơn là sẽ xảy ra cái tình trạng mục đó. Thật lâu sắp, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người ở video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của mình hôm nay. Thì như ở đầu video đó, là mình vừa căng xong một cái tay lưới bẫy đánh của mình để mà đáp ứng cái nhu cầu săn bắt đánh mùa 2021 năm nay á. Thì mình đã kịp về cái sản phẩm lưới bẫy đánh nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan này nhá. Thì trên tay mình hiện tại là có hai màu chính là màu đen nè và màu cỏ khô. Tất cả đều là màu tàng hình luôn. Ưu điểm của cái sản phẩm lưới bẫy đánh của mình á là nó sẽ đều màu nè. Đó. Như anh em có thể thấy là các tay lưới mình rất đều màu nhá, và không bị tình trạng mà xỉn màu khi anh em sử dụng. Nhiều mà anh em ham rẻ mua những cái sản phẩm lưới mà kém chất lượng á, trên thị trường á, thì sau một thời gian về là đánh sẽ bị xỉn màu nhá, và còn tệ hơn là sẽ xảy ra cái tình trạng mục đó. Thì đây mình quay cận cảnh nè, lưới này của mình là lưới Thái Lan 100% nhá. Đó, anh em có thể thấy là các mắt lưới rất đều nhau nha. Đây, đây là lưới dù hoàn toàn luôn. À, mình xin khẳng định đây là cái loại lưới sản phẩm tốt nhất bây giờ trên thị trường hiện có nhá. Đó. Về lưới bể rắn này á, thì bên mình có 3 cái loại mắt lưới chính, đó là mắt 4 phân, mắt 5 phân và mắt 6 phân. Với mắt 4 phân á, đây, đây là mắt 4 phân nè. Đó. Mắt 4 phân là cái đường chéo của nó sẽ là 4cm nhá. Anh em chắc cũng biết rồi. Thì mắt 4 phân này bảy có loại đánh nhỏ từ 3 lạng đến 1,5 kg. Đây là mắt 5 phân. Đây. Mắt 5 phân sẽ bảy các loại đánh trung bình từ 1 kg đến 3 kg đổ lại nhé. Còn mắt 6 phân, mắt 6 phân anh em có thể bảy các loại đánh lớn luôn, các loại chăn lớn này, đánh hổ mang chúa này, hổ mang bạch thì rất là tốt. Ưu điểm của lưới bể đánh này á, là sẽ dễ dàng sử dụng nè, không cần mồi mè gì cả. Anh em đánh các loại lồng bắt đánh á, thì phải cần mồi nè, phải chuột nè, thăm các ngày phải thăm đều cho nó rồi châm mồi vô. Còn ưu điểm của lưới bể rắn này thì anh em có thể căng từ ngày này qua ngày khác nhé. Đó, đảm bảo là không bị mục này, không bị xỉn màu cho anh em. Đó. Mỗi cái tay lưới bể rắn bên mình á, thì mắt 4 phân có chiều dài là 10m, mắt 5 phân chiều dài là 13m và mắt 6 phân sẽ có chiều dài là 15m nhé. Chiều cao của lưới là 50cm nè. Đó, đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng của anh em luôn. Và việc cái chia cái tay lưới nó ngắn á, sẽ giúp cho anh em một mình thì dễ dàng thao tác ở trong môi trường tự nhiên. Và đặc biệt là nhiều khi rắn nó quện lại á, anh em muốn cắt lưới hay là muốn bỏ tay lưới thì cũng rất là rẻ. Mỗi cái tay lưới này của mình giá chỉ có 3.000 một mét thôi. Anh em nào mua 100m á, sẽ free ship cho anh em luôn nhá. Rồi, ship hàng thì mình ship hàng toàn quốc luôn, từ 3 đến 4 ngày là anh em sẽ có hàng. Thì đây là mình sẽ quay cận cảnh cái sản phẩm lưới bể đánh bên mình thì để cho anh em hiểu hơn về cái sản phẩm này nhé. Khi mà mình căng lưới xong á thì anh em có thể thấy này, đó, cái mắt lưới này là mắt 4 phân nhá. Hôm nay là mình đang đánh, mình sẽ đánh cái loại rắn từ 3 lạng đến 1 kg rưỡi đổ lại nhá. Ở trên này là mình sẽ đi một cái viền dây xích, viền chạy đôi nè. Đó, lưới dù Thái Lan, sợi 1/2. Đảm bảo rất chắc chắn luôn. Khi mà đánh mà dính vào lưới này rồi á sẽ không có cơ hội mà trốn thoát nhá, không có đứt cái sợi dây này đâu. Đây là dây dù Thái Lan này, rất là bền luôn. Đó. Đó, mình còn khéo léo mình thắt nút. Cứ khoảng 50 phân là mình sẽ thắt một cái nút này nhá, sẽ không bị chạy lưới này. Lưới này là đứng luôn, không chạy lưới. Ở dưới này á, ở dưới này thì khi mà căng á, anh em nhớ đóng cho mình những cái cọc này nhá, để giữ những cái tay lưới này lại. Thấy chưa? Lưới mình rất là đều, là đẹp nhá. Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã xem video của mình hôm nay. Thì rất vui được gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và nhớ like, đăng ký, ủng hộ cho kênh của mình, để mình có những cái sản phẩm video tiếp phục vụ cho mọi người và anh em nhé.
Rồi anh em có nhu cầu mà liên hệ mà tìm các sản phẩm mà bẫy chim nè, lưới bẫy chim, mệt bẫy bìm bịp, bẫy cuốc hay là bẫy cum núm gà đồng gà nước gì cứ liên hệ cho mình nhé. Tất cả các sản phẩm mình đều có hết và rất mong được